Xin mời quý vị cùng đến với một nét văn hóa đặc trưng nữa, đó là nét văn hóa của người Tày. Dân tộc Tày trên cao nguyên đá Đồng Văn là một trong số những dân tộc có bề dày lịch sử lâu đời, và những nét văn hóa đặc trưng đó đã được truyền từ đời này sang đời khác. Và ngay sau đây, xin mời quý vị cùng đến với tiết mục múa chén do các cô gái cao nguyên đá thể hiện. Quý vị hãy dành cho các cô gái của chúng tôi một tràng pháo tay thật lớn đi ạ.